Chào các bạn khán giả của kênh 4 mùa ẩm thực nha. Hiện giờ mình đang đứng ở bên hông cầu Camet. Và cái đường này đường Camet luôn bạn. Ở đây thuộc phường Nguyễn Thái Bình, quận Nhất ở Sài Gòn nha các bạn. Thì ngay chỗ này đây mình thấy có tiệm bánh canh Anh Vũ các bạn. Và nhìn vào thì mình thấy tiệm không lớn lắm, thì xe đậu phía ngoài cũng nhiều, rồi khách ăn cũng full bàn các bạn. Một cái đôi gánh mà theo kiểu cũ, kiểu xưa, gánh tre đó các bạn, gợi nhớ lại những cái hình ảnh về Việt Nam mà xưa cũ rồi đó các bạn. Ngoài bánh canh ra mình thấy còn những cái món khác nữa cũng khá là hấp dẫn, cho nên mình sẽ vào đây quay một số hình ảnh rồi mình sẽ ăn review cho các bạn cùng xem. Mình mời các bạn cùng vào quán với mình nha. Ở đây là ngay cầu Camet luôn các bạn. Ở đây là đường Camet, phường Nguyễn Thái Bình ở quận Nhất nha các bạn. Đây là bánh canh Anh Vũ ha. Mình thấy khách có thể tới đậu xe ở vỉa hè rồi vào thưởng thức cho các bạn. Hiện giờ mình thấy quán khách ngồi cũng nhiều nha các bạn. Đây, bánh canh cua Anh Vũ. Đây là bánh canh cua mà hiện giờ thì mình thấy có chiên chả giò nữa các bạn. Anh Vũ là anh phải không ạ? Dạ. Anh tên Vũ luôn. Dạ dạ. Thấy để bán bánh canh cua mà thấy đây có chiên chả giò nữa anh ha. Dạ dạ. Đậu bánh luôn cho em đi. Cái bánh này là bánh chiên hả? Dạ, bánh chiên. Bánh chiên. Để bỏ vô chiên đó anh. À, cái bánh này mình thấy cái bánh màu vàng anh ha. Dạ. Chứ thường là anh thấy thường là màu trắng hoặc là bánh bò bía. Không phải nha, cái đó không phải bánh bò bía đâu nha anh. À, thì bởi vì mình thấy đó thường người ta cuốn hoặc bò bía hoặc là màu trắng. Cái này ngon hơn bánh bò bía. À, cái cuốn này ngon hơn anh ha, bánh tráng này. Dạ. Đây là rồi bánh canh cua của anh nè các bạn. Mình thấy trong này có hành nè, nấm rơm rất là nhiều luôn. Để một chú anh múc thì mình sẽ thấy ở trong đó nha. Đây. À, nước bánh canh cua là cái nước sệt nha các bạn. Cái này mình chiên từ từ em á, chứ mình chiên vội quá thì nó bị thì ở ngoài nó cháy đen mà ở trong nó còn chưa quá thấm vô á. Rồi nghe. Hai cái này đủ đặc biệt đúng không nha con? Này mình để khách ăn nóng luôn. Dạ, khách ăn đó. À, có nghĩa là mình chiên chờ nào khách gọi tới đâu chi đó ha. Chứ mình không để nó quá lâu ha. Dạ, có trên đây luôn nè anh ha. Em chiên rồi em bỏ lên đó, người khách ăn. Rồi, có rồi, nhiều rồi. Khách ăn nóng, ăn nguội. Đây, anh bán bánh canh cua. Rồi, những cái này là chiên rồi nè. Ồ, mình thấy đầy tràn luôn các bạn ơi. Tô này là đặc biệt nè. À. Khách kêu đặc biệt mình mới làm. Cua, nấm, tôm nữa anh có huyết không? Có huyết đầy đủ chứ. À, tô này đặc biệt là bao nhiêu anh? Dạ, đặc biệt là 95. Ồ. Bình thường là 75. Cái đó giò của mình là giò đúng luôn rồi, hả? Đúng rồi anh. Giò gân. Đúng rồi, chính xác. Có móng không? Có luôn. Có luôn. Giò nạc có? Có luôn. Rồi, gân nạc móng có đủ nha các bạn. À, móng nè. Đó. Này gân. Ồ, huyết nè các bạn. Một tô thông thường là bao nhiêu anh? Tô thường 75 anh. Dạ. Em có hai loại, lớn 75, nhỏ 65. Dạ. Hai loại ha, còn dạ, hai đặc còn biệt. Còn anh ăn đặc biệt thì anh dặn em mới làm. À. Anh nói Vũ làm tô đặc biệt cho anh thì em mới làm. Nhỏ 65, là lớn 75 nha các bạn. Dạ. Là tô đặc biệt nãy nó như 90 à. 95 anh, là có bánh quẩy luôn. À, đủ thứ. Đặc biệt luôn nè. Cái này đặc biệt nè. 65, 75 và 95. Cái này là đặc biệt. Thì nào anh ăn anh làm, kêu em làm, em có làm đặc biệt giò không? Giò thật. Cái này giò gân hả? Đúng rồi, giò gân ngạch hàng. Cái này là gì nè? Này là khách ăn không ăn hải sản. À. Chỉ ăn thịt heo thôi, giò với thịt thôi. Đây có tôm, huyết, có đủ thứ rồi. Các bạn thích cái gì thì chọn cái đó cũng được nha. Đó.
Cái quan gánh của anh cũng khá là đặc biệt các bạn, có thể là gọi là bánh canh gánh luôn các bạn. Cái gánh bằng tre bây giờ này như thế này là nó cũng rất là hiếm nha các bạn. Không còn nữa. Ủa vậy là cái này là từ xưa luôn hả? Dạ không, một cặp nè bây giờ xài được có 2-3 năm mà. À hồi đó thì lâu chứ giờ may non không à. À còn anh bọc lum là cái gì? Em phải bọc kẽm, anh bọc lum chịu nổi đâu. À cái gánh này khoảng bao nhiêu năm rồi? Cái này xài á là 2-3 năm là nó phải hơn trái. À anh đổi cái khác hả? Dạ. À, chứ nhưng mà mấy mốt là hết rồi, hết có làm rồi. Rồi. Ta không có làm nữa. Rồi hết cái này là hết luôn. Là em phải là xài cái nồi, em để cái đồ lên thôi. À. Nhưng mà mình giữ được cái nét xưa vậy nó cũng hay hay. Anh lấy kẽm anh ràng vòng luôn. Ngoài bánh canh ra thì mình thấy hình như là đây đang cuốn bì cuốn. Hay, dạ đúng rồi. À. Đây bì cuốn luôn. Nhìn nó đi luôn. À. À, có những bạn sẽ nói là sao không đeo bao tay, nhưng mà thật ra thì đeo bao tay sẽ cuốn sẽ không chặt nha các bạn, nó sẽ lỏng bỏng. Và ở đây trước khi cuốn là quan trọng là người ta làm mà vệ sinh tay sạch sẽ rồi cuốn thì không sao nha các bạn. Cuốn tay không thì cái cuốn nó mới đẹp được và nó chặt. À, mình thấy bì và ở có những cái sợi thịt nạc nữa nè. Em gái ngồi cuốn. Cái cuốn này là bán mình bán bao nhiêu anh? 10.000. À 10.000 một cuốn hả? Cuốn 10.000. Cuốn nào cũng vậy hết, gỏi cuốn, bì cuốn, chả giò đều như nhau. À. Gỏi cuốn, bì cuốn và chả giò ở đây có 3 loại cuốn. Không phải là nhiều quá, có nghĩa là anh bán những cái món gì? Bánh canh nè. Cuốn bì, chả giò. Bì cuốn chấm nước mắm, gỏi cuốn chấm tương, chả giò cuốn rau chấm nước mắm. À, vậy là hình như là 5 món anh ha. 5 món. Em gái cuốn rất là khéo tay nha các bạn, và đều cái nào như cái đấy. Đây là cái phần rau để mà cuốn, gỏi cuốn, bì cuốn rồi các bạn. Thì mình thấy có bánh tráng nè, rồi giá, xà lách, những cái rau thơm các bạn, rau quế rồi ha. Đây mình thấy tiêu nè, nước mắm rồi ớt nè các bạn. Ớt xay nhìn rất là tươi nha. Cái này là cái nước chấm để ăn bánh canh các bạn. Anh để sẵn nhìn cái màu rất là đẹp luôn. Rồi đây là cái dàn nước mắm nè. Nước mắm, tương, rồi đồ chua các bạn. Cua tôm, dạ. Ví dụ không ăn cua tôm được thì bánh canh này không có cua ở trong. Dạ, tùy theo sự lựa chọn hả? À, anh làm thấy mấy cái cua này làm thấy cái cục nó tròn tròn vậy anh? Dạ, cái thịt đó nó gọi là đùi. À. Đùi, cái đùi của cái càng cua là nó nằm ở đâu ta? Ở đâu chỗ cái càng? Chỗ cái đùi. Cái những cái khủy vậy. Đúng rồi. À. Chỗ này nó sẽ dai ha, và cái cục nó tròn tròn. Với lại nó không có bể ra rồi tôm, bánh canh, cua, tôm. Rồi hành. Cái này là kêu là phần nước vô luôn. Thịt heo ha. Thịt heo mình thấy cũng có thịt rồi mỡ có da rồi nữa các bạn. Quán thì mình ở bên hông cầu mà mình thấy cũng không lớn lắm nhưng mà khách ngồi đông quá anh. Dạ. Thì anh cho mình biết là chắc có lẽ mình bán cũng lâu năm rồi nè. Dạ, khách lâu. Khách biết tiếng á. Dạ hơi bị lâu. Hơi bị lâu. Má em 4 mấy năm rồi. Em ngồi là 20 mấy năm rồi. Vậy tổng cộng là như 4 mấy á? 4 mấy năm á, bán thờ mà công viên hồi đó là ga xe lửa cũ á. À, ga Sài Gòn hồi xưa á. Mẹ anh bụi mẹ em. Phúc. Rồi tới chị dâu em, tới em. À, như là mẹ có cái nghề rồi truyền lại cho các con ha. Cũng rất là hay ha. À, anh Vũ cho mình biết là mình bán ở đây từ mấy giờ đến mấy giờ mỗi ngày? Dạ, 10 giờ rưỡi sáng tới 5 giờ chiều. À. Có như là trưa trưa anh mới bán hả? Dạ 10 giờ rưỡi bắt đầu là có. Xong rồi con. Cho con cái bao bỏ 2 cuốn vô nha. 2 cuốn. Chả giò. 4 cuốn. 4 cuốn. Ngày rằm ngày chay rồi anh có bán không? Dạ có bán bình thường, có rằm lớn thì mới nghỉ thôi. À. Rằm lớn thì mới nghỉ. Rồi. Bình thường hết. Rồi, thấy khách mua mang đi cũng nhiều ha. Khách ngồi tại chỗ cũng nhiều. Và mua mang đi cũng rất là nhiều đó các bạn. À, bánh canh mình bỏ vô đây luôn á. Dạ, cho, bán cái đâu em bỏ cái đó. Cho nó nở ha, nó nở ăn mới ngon.
Cái này gọi là phần gì anh? Cái bắp. Bắp. Bắp, bắp để mình cắt nạc á. Anh để nguyên cái bắp và anh gọt xuống luôn. Bán 40 mấy năm nữa các bạn, nối nghiệp từ mẹ của anh để lại nha. Mình cũng phục những người mẹ mà ngày xưa bán buôn tẩu tần các bạn. Coi vậy cho truyền lại đời sau con mình thì nó nối nghiệp thì nó sẽ lại khá các bạn. Có cái nghề để làm. Và nhờ được cái tiếng tâm của mẹ nữa, nhờ được tiếng là bán lâu năm, cho nên khách biết nhiều. Ở đó bán ngay góc nhà Văn Cảnh đó. À. Đồng đường trên mép mình đó. Cái miếng nạc nạc vậy ngon, cái bắp này ngon lắm. Dạ, có người thích có ăn, có nạc, có mỡ, có người thích ăn. Thịt mà. Nó chứ thịt nó chắc lắm. À, trong cái nồi bánh canh mình thấy nồi bánh canh cua thì cái nước vàng và cái nước sệt cho các bạn. Nó khác với lại bánh canh ở miền Tây mà bánh canh giò heo nước trong á, nó trắng và nó không có sệt, còn cái này là vàng và nó sệt các bạn. Và rất là nhiều nấm luôn. Ở trong này sẽ có thịt heo rồi có huyết trong nữa các bạn. Ở đây anh có bán bún chả giò luôn, dạ, chả giò bì luôn thì dạ, bao nhiêu một tô anh? Dạ bún chả giò 50. À. 50. Dạ. Thì khách ăn tô bao nhiêu anh? Dạ cái này 75 anh, tô lớn á. 75 hả? Biết là không bạn. Ăn giò. Rồi à. Thì mình phải bỏ mấy cái đồ ăn nhiều hơn. Cua đồ nhiều hơn. Rồi cua nè. Rồi tôm nè các bạn. Đúng rồi. Cái nước chảy mùi rất là thơm nha các bạn. Ít bột, ít tiêu nè. Nước nêm á. Dạ có nước mắm. À. Cách gọi à, hai người. Cái gì con? Nguyễn Tần Hiến hả? À? Nguyễn Tần Hiến hả? À? Nước 25 đi Hiếu. Nhiều chứ? 25 ship đi. Hai tô giống nhau á. Cảm ơn. Dạ cảm ơn cô chú gia đình nha. Cái này giò. Đầy đủ. Quyết. Cái này đầy đủ. À. Đầy đủ, có đầy đủ hết. Bắp, bắp đùi hả các bạn? Dạ. Rồi, cua rất nhiều luôn các bạn ơi. Cua mình là phải tươi anh ha. Dạ, dạ. Rồi anh. Cái nước cũng rất là sạch các bạn. Cũng 75 anh. Dạ. Bánh canh thì 65-75, cái tô đặc biệt thì là 95. Nếu khách gọi thì bán, ngoài ra thì khách thích ăn cái gì cứ gọi. Rồi bì cuốn, gỏi cuốn và chả giò, mỗi cái đều 10.000 anh á. Một chút mình ăn bánh canh các bạn, mà ở đây bán cũng mấy món ha. Cho nên bây giờ mình thử mấy cái món cuốn trước các bạn. Ở đây mình kêu mỗi thứ một cái cuốn ha. Đây là cuốn chả giò, ở đây là cuốn này thì là cuốn bì, một cái là gỏi cuốn nha các bạn. Gỏi cuốn sẽ ăn với tương đó. Bì cuốn và chả giò thì mình sẽ chấm nước mắm ha. Ngoài ra kèm cho mình một phần rau ha, xà lách với lại rau sống rồi đó các bạn, để ăn chả giò ha. Cái nước mắm thì có đồ chua và có đậu phộng luôn các bạn. Rồi mình ăn cái bì ha. Thì bì cũng nhiều các bạn. Rồi trong đó có những cái thịt nạc á, sợi á, cho nên ăn cũng ngon các bạn. Rồi có rau, rau tươi. Bánh tráng cuốn thì nó dẻo, nó không bị bể các bạn, và ăn nó giòn giòn. Và cái nước mắm ở đây làm cũng ngon đó các bạn. Trong đây có đậu chua, rồi có đậu phộng nữa. Nước mắm thì làm vừa ăn ha, để mình chấm các bạn, không có mặn lắm cho nên mình chấm cũng rất là thoải mái luôn các bạn. Chả giò cũng chấm nước mắm luôn các bạn. Chả giò thì mình thấy chiên rất là vàng các bạn, vàng nhưng mà nó không có bị cháy khét khét nha, vàng đẹp luôn á. Cho anh ba con nha chị ơi. Cái chả giò thì mình ăn kèm rau nha các bạn. Mình chấm vào nước mắm luôn, kèm rau cho nó đỡ ngậy cái vị của dầu mỡ đó các bạn. Dạ.
chiên ăn liền các bạn, ăn nó nóng và giòn rụm mà. Rồi cái nhân ở trong á, ướp thì cũng rất đậm đà, cũng vừa ăn. Cái chả giò thì không có rau á, vì cuốn có rau, gỏi cuốn có rau. Cái giò không có rau cho nên mình ăn kèm rau riêng ở ngoài, chấm nước mắm cũng khá là ngon. Cái nhân thì là thịt nạc dăm lộ xay, cho nên sẽ có mỡ mỡ ăn thơm mà béo, rồi trong đó có khoai môn và củ sắn nữa các bạn, có đậu giòn, đậu ngọt của củ sắn và khoai môn để nó có cái đậu bùi các bạn. Rồi bây giờ thì còn lại một cái gỏi cuốn. Gỏi cuốn ở Việt Nam thì là tôm thạch ha, chấm tương nha các bạn, tương, đậu phộng và đậu chua trong này. Cái gỏi cuốn thì nó sẽ khác với lại vị cuốn và chả giò ha. Rồi cuốn thì nó có bún các bạn, mấy gì không khó. Rồi có tôm và thịt đùi á, bắp đùi á, anh cuốn vào luôn để ăn cái vị sẽ khác. Cái cuốn đó tôm thịt cũng nhiều ha, ăn rất là hài hòa. Và chấm tương ở đây cũng ngon nữa các bạn. Tiếp theo mình sẽ gọi tô bánh canh cua, có lẽ là cái món chánh ở đây đó các bạn. Rồi mình đang review cho các bạn cùng xem. Thì ở đây mức giá thì là 65-75, và nếu ai gọi tô đặc biệt thì là 95. Mình ăn ba cái cú rồi các bạn. Mình gọi cái tô 75 để review cho các bạn cùng xem. Nhưng thật ra tô 75, cái tô nó cũng quá là to, quá là nhiều luôn các bạn. Trong tô bánh canh á, cái nước bánh canh thì nó vàng và sệt cho các bạn. Rồi có những cái nấm rơm nè, tôm nè, cua đó các bạn. Rồi hành nêm cũng rất là nhiều, thịt cua cũng rất là nhiều. Thịt cua là ngay cái chỏ của cái càng cua đó các bạn, cho nên những cái miếng nó tròn 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 và rất là đều. Cục giò trong này mình thấy có da, có nạc nè, giò nạc ha. Rồi cái thịt nạc heo nữa các bạn, thịt đùi nữa nè, có cục huyết to nha các bạn. 75 là ở đây bán kèm thêm cái dĩa bánh giò chấu quẩy nữa các bạn, và cái nước chấm đặc biệt của quán luôn. Và mình bỏ cái ớt xay vô đó các bạn. Cái nước cũng đậm đà các bạn, nấu từ rất là nhiều thịt giò đó các bạn, cho nên nó cũng đậm đà. Và mình thấy có cảm giác là như làm bánh canh miền Tây đó các bạn. Mình thấy nó thiên cái vị ngọt nhiều nhiều. Cái rộng bánh canh bột gạo các bạn, bỏ vô trong nồi nấu cho nó nở đó, nở nở ra vậy nó thấm cái nước lèo các bạn, cho nên ăn nó mới ngon ha. Và nở thì nó không có bị lệch, nó không bị bế lầy các bạn. Thì miếng huyết nè, đây cũng có nhiều cọng ở đầu hành các bạn, nấm rơm nữa các bạn. Cái này là những cái phần thịt bắp giò heo các bạn, được cắt lát ra đó. Thịt cua các bạn, cái này là mình không biết gọi là cái gì, nhờ được biết là cái chỗ giữa ngay cái khuỷu của cái càng cua đó các bạn. Tôm thì lột vỏ, bỏ đầu bỏ đuôi hết các bạn. Bỏ mấy cái quẩy lên ăn thêm các bạn. Tại người ta đem ra các bạn, có sẵn cho mình bỏ vô ăn, chứ thật ra mình ăn ba cái cuốn với lại một cái tô bánh canh này là cũng là no lắm nữa các bạn. Có cái khúc giò rất to các bạn. Trong đây là xương nè, rồi da, rồi có gân gân mỡ mỡ luôn các bạn. Và cái phần nạc nè. Tô bánh canh 75.000 thì mình thấy cũng khá là chất lượng đó các bạn. Và cái nước chấm đặc biệt ở đây nó cũng ngon các bạn. Cái vị nó mặn mặn chua chua. Rồi cho thêm một ít ớt xay. Cũng có mấy đầu hành, nó ăn nó giòn giòn mà. Rồi hành nêm cũng thơm. Rồi có nấm rơm nữa các bạn. Nấm rơm ăn cũng thơm ha.
và nó giòn giòn. Thịt cua cũng khá là nhiều các bạn. Thịt cua ở đây dai và có vẻ tươi, ăn không có bị tanh. Tôm ăn cũng có độ ngọt, rồi nó cũng giữ được cái độ dai của nó. Và đặc biệt cái giò cũng to các bạn. Giò thì có gân, có nạc. Hầm ở đây thì nó cũng mềm vừa phải, ăn nó không có bị bở nhưng mà cũng không có bị dai ha. Ăn cũng vừa. Rồi huyết thì là huyết heo các bạn. Cục qua huyết heo cũng khá là to luôn. Rồi những cái bắp giò heo nữa cũng được sắc ra. Thì bắp thì cũng có miếng nạc, miếng da, miếng mỡ được lát mỏng mỏng đó các bạn. Và mình thấy quán này bán lâu năm và cũng là trung tâm Sài Gòn đó các bạn. Mình thấy liên tục cũng khá là đông đó các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình rất cần sự ủng hộ của các bạn. Các bạn nhớ đón xem những video tiếp theo của mình nha. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở video sau nhé. Bye bye.